Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình vừa mới đi công việc về, sẵn thì ghé chợ mua một ít trứng vịt. Nhưng hôm nay mình mua không phải để ăn nha quý vị, mình mua về để ấp kiếm vài em vịt con nuôi. Và cách ấp hôm nay mình không có cần dùng đến máy ấp trứng mà trứng vịt vẫn nở nha quý vị. Quý vị và các bạn nào thích nuôi vịt con với số lượng ít thì vào trong kênh mình á, mình có tới 6-7 cái video hướng dẫn ấp trứng vịt tại nhà mà không cần dùng máy ấp trứng. Và muốn chim cút cũng có luôn, mình cũng có video ấp trứng chim cút nữa. Hôm nay thì mình chỉ ấp 10 trứng thôi. Và mong là nó sẽ nở tầm 5-6 con là mừng rồi. Nếu nở nhiều hơn nữa thì càng tốt. Đặc biệt là quý vị á, là cách ấp của mình hôm nay chỉ ấp được với trứng vịt lộn mà thôi. Quý vị nghe rõ giùm mình nha, chỉ ấp được với trứng vịt lộn mà thôi, trứng lạc thì ấp cách khác nha. Hôm nay thì giờ này thì cũng 7 giờ rồi nên là nó cũng hơi tối rồi, mình quay bằng đèn LED á nên nó hơi thiếu đèn thì ánh sáng nó không được rõ quý vị, với màn hình thì nó có thể là nó hơi sọc sọc ngang á, quý vị xem thông cảm giùm mình. Cách ấp hôm nay của mình cũng đơn giản thôi. Đây, mình có chuẩn bị một cái thùng. Đây, bề sâu thì hơn 1 găng tay. Đó. Bề ngang thì cho 1,5 găng nha quý vị. Hơn 1,5 găng. Quý vị và các bạn có thể là dùng là cái thùng mút cũng được nữa, không nhất thiết phải dùng cái thùng giấy này. Hôm nay thì mình tận dụng một cái gối ôm. Nói chung ở nhà mình thì cái gối này nó cũ rồi, bỏ rồi. Đây là cái mặt trong, cái mặt ngoài này nó mình bỏ rồi. Ở trong đây thì nó có gòn nè. Quý vị và các bạn có thể dùng bông gòn y tế cũng được nữa. Trứng á, thì quý vị nên lựa những trứng mà to, không có bị nứt hoặc là lủng lỗ. Đặc biệt nữa, quý vị mà muốn nhanh nở thì mua trứng hột vịt lộn con lớn thì sẽ nhanh nở, còn con nhỏ thì nó sẽ lâu nở chút nha. Trước tiên thì quý vị sẽ cho một ít bông gòn vào trong. Trong đây, một lớp ở dưới đây. Trong thùng giấy này thì mình có lót một cái lớp ở dưới nữa cho nó bằng nữa quý vị. Tại thường thường thì cái thùng này nó hay có cái rãnh ngang ở đây á, nó dấp vô, nó không bằng. Giờ mình sẽ bấm đứng mấy khúc này cho quý vị. Thì tại mình quay có một tay là một tay rất khó lắm, cho lớp bông gòn vô trước. Vâng, sau một hồi thì mình đã bỏ bông gòn vào một lớp dưới đáy rồi. Tiếp đến thì quý vị và các bạn sẽ bỏ hột vịt vào. Đây. Quý vị và các bạn có thể dùng bông gòn của y tế cũng được. Cách này rất là đơn giản luôn. Quý vị không nên chồng trứng lên nhau nha. Chỉ để một lớp điều thôi, để cho cái khi mà con vịt nó nở ra thì nó sẽ đục một lỗ tròn đây nè. Nó sẽ dùng chân nó đạp cái vỏ ra, nó chui ra. Còn như quý vị cứ trồng lên vậy nè, sau này nó nở thì nó không có đạp nổi. Là con vịt nó để lâu quá nó mới chui ra thì nó sẽ bị tực với khô, vì khi chưa chắc nó đã chui ra được nữa. Đó. Rồi mình đã cho trứng vào rồi. Tiếp đến thì cũng đơn giản thôi. Quý vị và các bạn lấy cái gòn nè, để lên một lớp nữa. Lớp dạ dàng là không cần phải đè nó xuống. Nếu mà đè cứng quá vịt nó nở nó cũng chui ra không được. Lý do là mình hay dùng cái trứng vịt lộn là nó nhanh nở. Thứ nhất là khi mình mua về trong trứng này nó đã có con vỏ rồi, mình chỉ cần ủ ấm thôi là nó sẽ nở à. Mà vậy nhiều bạn cũng không có tin nữa, nói là mình mua về rồi ra chợ mua vịt con về cắt ghép. Nếu bạn nào không tin thì có thể làm y như mình, đơn giản thôi. Nếu quý vị và các bạn đã ăn trứng vịt lộn rồi thì chắc cũng biết mà, trong đó thì nó đã có con mà. Đó. Giờ mình sẽ bấm đứng lại nha. Tại mình cầm một tay nó vừa rung vừa đồ, nó khó làm lắm. Vâng, hồi nãy giờ thì mình đã xé sẵn rồi nè. Xé cho nó vỏ ra quý vị. Mình để một bên nè. Giờ mình sẽ trải lại để quý vị và các bạn xem mình làm cho nó rõ. Hồi nãy là mình tính bỏ luôn rồi mình quay, nhưng mà đó mình để một bên đây nè. Quý vị xé dẹ ra, vỏ ra để lên một lớp rồi thôi. Là để cho nó ấm lại, ấm cái trứng đó, nó nhanh nở.
quan trọng là lớp dưới thôi, còn lớp trên thì quý vị chỉ cần phủ dẹ là được rồi đó, không cần phải đè. Thì khi đè nó bể trứng nữa, mà sau này con vịt nó nở ra thì nó cũng khó mà chui ra lắm. Đó. Đây rồi quý vị đậy cái thùng lại. Cứ đậy bình thường vậy thôi, để vậy luôn, không sao hết, quý vị cứ yên tâm. Không có sợ trứng vịt nó ngộp hay là gì đâu. Rồi thì mình kiếm góc nào đó thì mình cứ để thôi. Đó. Mình thường hay để góc này, mình quay trứng vịt hay trứng chim cút thì mình cũng hay để góc này đó. Này, không gian này, không gian của mình ấp trứng thôi, còn nuôi thì đâu có thể nuôi trong trước sân gì được. Còn đây mình cũng dư một ít nè. Chắc bữa nào mình sẽ mua trứng chim cút về mình nuôi quá, mình ấp mình nuôi. Cái này để dành lại, mốt là mua trứng chim cút về. Thôi mình xin hẹn quý vị và các bạn một thời gian sau nha. Chắc cũng tầm vài ngày thôi, mình sẽ quay những em vịt nợ. Hẹn quý vị và các bạn vài ngày sau. Hôm nay thì mình rất là vui luôn, vì mới đi làm về xuống kiểm tra cái thùng trứng mình ấp khi nay thì đã thấy một em đang nở ra và nhiều em đang gõ mỏ, nên mình mới lấy máy quay xuống quay lại để quý vị và các bạn cùng xem với mình. Giờ thì cũng 7 giờ rưỡi rồi, mới đi làm về luôn và xuống thăm em nó liền. Đây quý vị thấy không, mình vừa mở thùng này xuống xem thôi, là tại lúc đi về là người già đã báo mình vịt đang nở rồi, thì mình xuống mở ra thôi thì mình thấy nó lú đầu lên rồi. Mình xách máy xuống mình quay luôn, đây cận cảnh đó. Mình chưa có lấy gì ra hết, nay giờ mình lấy này ra này để quý vị xem cho rõ hơn đó. Quá đang chung trong vỏ trứng ra luôn nha quý vị. Đây đó, xoay cái thùng để quý vị và xem này, còn rất là ngu ngơ luôn, ướt dêm luôn. Đây. Clip mình quay là rất thực 100% nha các bạn, nên quý vị và các bạn á thích nuôi vịt con thì cứ làm theo cách mình, sẽ có vài em vịt để nuôi. Cách của mình thì ấp tầm 50 trứng trở lại thôi là được. Còn rất là nhiều trứng đang nở luôn. Đây, em này muốn chui ra chút xíu, cho em chui ra nè. Đó, đang gượng gượng luôn. Tính từ thời điểm mình ấp bây giờ là mình ấp từ bữa thứ hai, mà hôm nay là thứ sáu, thì được 5 ngày đúng vậy. 5 ngày mà đã về ban đêm 7 giờ rưỡi tối. Quý vị và các bạn đi mua trứng á, thì nói người ta là bán á, là trứng vịt con lớn hoặc là trứng vịt con sát, thì thường thì quý vị ấp rất là nhanh nở luôn. Còn như mà quý vị đi mua á, mà gặp trứng con nhỏ thì tầm tới mười mấy ngày nó mới nở nha quý vị. Đây, đây vừa ra luôn quý vị ơi, cái vỏ trứng này đây, để mình quay cận cảnh luôn thấy không. Không quý vị nói mình nó xạo này đó. Cũng có nhiều bạn xem rồi nói mình là đi mua vịt con ngoài chợ rồi về, rồi mua ít trứng về rồi cắt ghép, rồi quay lên để lừa đảo. Mà mình cũng biết lừa đảo để được cái gì nữa. Đây quý vị nè, con vịt này tầm nửa tiếng hoặc tiếng nữa nó sẽ khô lông nha quý vị và các bạn. Rất dễ thương luôn. Giờ mình sẽ kiểm tra những cái trứng mà đây. À, những cái trứng nó có thể nở thôi nha, cho mình cũng chưa chắc nữa. Thì mình hy vọng mà chỉ nở tầm 5 tới 6 con là mừng rồi, còn không thì 5 con cũng càng tốt nữa. Còn ướt luôn rồi. Nhìn cưng không? À. Đây con trứng thì nó đã gõ mỏ mà chưa chui ra được về. Cái trứng này mình nghĩ chắc nó bị sáp quá, để em lấy nét rồi. Tại mình giờ mình về mình quay bằng cái đèn LED nha quý vị, chứ cộng thêm cái đèn dài á, mình treo trên giá nên nó thiếu ánh sáng. Đây quý vị thấy nè, nó đục rồi nè, nó chưa chui ra được nè, không có nét được nè. Tại con vịt ở dưới nó quấy, để mình xem đây thôi. Đây, đây quý vị, nó đục ra rồi nè, mà nó chưa có đục được cái màng lớp ở trong, cái màng trong đây nè. Mình nghĩ trứng này nó bị sáp rồi quá, nó bị sát đó. Đó quý vị thấy nó nhúc nhích nè, nó mới gõ đó. Nãy mới thấy nó đập, bây giờ nó không đập nữa.
Trứng này là có thể nở cho quý vị đây, để qua bên góc đây. Đây. Đây có một bé thì chắc mình nghĩ là nội trong đêm nay hoặc sáng mai sẽ nở này nè, dùng miệng để cho quý vị thấy nè. Nếu mà dư á, mình đi mua trứng mà chợ về á thì đâu có cận cảnh dư con vịt này nó vừa nở ra đó. Rồi thêm dẫn trứng nữa quý vị và các bạn xem nè. Chói quá, để mình kêu người già tắt bớt cái đèn ở trên đó, rồi mình mới đứng dậy tắt cái đèn ở trên rồi cho nó bớt cái đèn ở trên nó chĩa xuống rồi mình quay đèn lát của cái máy quay thôi. Đây, trứng này quý vị thấy nó dùng cái mỏ đục ra nè. Thường thường một con vịt á, thì nó sẽ đục một lỗ thôi mà sao con này nó đục hai lỗ luôn. Đây một lỗ này thôi. Quý vị thấy cái này du lên rồi đó. Không có lấy nét được rồi. Lấy nó lấy cái nét con vịt ở dưới không. Đó đây đây nè, đó quý vị đó, đây đây đây, đó, một lỗ. Mà trứng này đục hai lỗ luôn, chắc mình nghĩ bên này đục ra không nổi mình xoay qua bên đây nè. Đó, hai trứng này chuẩn bị ra nè, để góc đây. Một trứng nữa không? Như là cái trứng này. Trứng này thì có thể tương lai nó bị sát mình có thể cứu được. Nếu quý vị và các bạn mà ấp á, gặp những trường hợp này á, nếu mà nó nở thêm vài con nữa mà cái trứng này nó không chịu chui ra thì quý vị nên cứu nó. Trong kênh mình vẫn có cách để cứu trứng vịt sát sát như quý vị. Một trứng hai trứng nó bị nở đây. Đây trứng này thì quý vị dễ thấy hơn đó, để vào đó. Trứng này chắc mình nghĩ là tầm đêm nay cỡ 11, 12 giờ chắc sẽ nở nè. Giờ 7 rưỡi rồi. Nhanh lắm thì cỡ 2 tiếng nữa, 3 tiếng, 2 tới 3 tiếng. Chậm thì đã cỡ 11, 12 giờ. Tại giờ 7 rưỡi rồi, mình quay nãy giờ nó cũng cần 8, 8 giờ vậy rồi nè. Lúc mình đi lấy máy rồi nữa là 7 rưỡi đó, đây quý vị thấy không? Đó. Như những cái cảnh này thì quý vị và các bạn xem đây đó, mình có lừa đảo không? À. Đây, con này thì quý vị thấy cái mỏ trong luôn này nè, ba trứng này. Tuy thì nó có khả năng nó gõ mỏ vậy nhưng mình nói chưa chắc nó đã nở ra chú quý vị. Vì khi nó bị sát mình cứu không kịp nó là nó cũng chết rồi. Bởi vì canh nó không được, bây giờ đi khi đi làm cũng không canh được. Những trứng này thì nó lạnh là chắc nghi không nở đâu. Hai trứng này nó lạnh. Những trứng mà gần nở quý vị thấy vậy nó cầm lên rất là ấm luôn. Cầm trong lòng bàn tay nè, ấm và nóng. Đợi này thấy chưa gì, thấy ba trứng là muốn thất bại luôn vậy, nó vừa ngắt rồi. À, trứng này thì có cũng hơi nguội luôn rồi, thấy bốn trứng rồi đó. Rồi trứng này là năm trứng luôn rồi, trứng này muốn thui luôn rồi, nó đang thui luôn rồi. Đang thui luôn rồi, đang thui đây rồi. Còn đây trứng này nữa, không biết có hy vọng đây. Đằng trứng này thì có hy vọng vì cầm rất nóng trứng. Và đây công việc nè, nó đang dùng mỏ gõ gõ ra đó, đó. Thấy không, mình quay nè, mình cố gắng lấy nét để quý vị các bạn xem nè. Hiện tại thì mình ấp 10 trứng, có một con đã nở. Thì thấy em này là rất mạnh khỏe rồi đó. Và bốn em thì cũng chuẩn bị ra đây. Có em này thì lòi mỏ ra trước rồi nè, hy vọng em này ra sớm. Và tiếp đến thì sẽ em này. Còn em này thì mình cũng chưa biết sao nữa. Em này nằm im re trong đây luôn. Để mình lấy cái gì mình gỡ cái màng này ra thử coi, gỡ một vẻ cái màng ở trên thôi chứ cái màng này khô quá rồi. Cái con này chắc mình phải cứu em nó ra rồi quý vị và các bạn ơi. Em này mình nghĩ là nó gõ mỏ trước cái em này nè, mà nó không ra được. Lý do là nó bị khô rồi, nó bị sát á. Cái lông ở trong nó khô luôn, nó dính luôn cái màng ở ngoài đây. Giờ mà mình gỡ không nó vậy á, thì nó sẽ chảy máu nè, như quý vị xem nè, thấy không? Chảy máu ngay cái dòng này, nó sẽ lột luôn cái lớp da này, thì em này cũng sống không nổi. Mà giờ để vậy cho em này cũng không có tự mà chui ra được. Nếu quý vị và các bạn ấp gặp trường hợp này á, là nên cứu nó ra. Trong kênh mình có sẵn video rồi. Chút nữa thì mình có thể che cái bàn máu lại. Bởi vì YouTube bây giờ nó cũng không biết che, nhỏ quá không biết che hết không đây nữa. Nếu che được thì mình che, không che không được thì hên xui. À, YouTube bây giờ nó cũng đánh ba cái này nó, ba cái máu mè. Vậy là cái con này nè, nó gõ mỏ trước cái con này quý vị ơi. Mình tưởng đâu gõ sâu, nếu gõ sâu á, tối nay mà hai mấy em này nó nở, mà em này không nở phải cứu. Mà còn bây giờ là mình gỡ ra thấy trong đây nó khô luôn rồi bây giờ này, trong là mình quay sát trong luôn. Nó khô lông ở trong luôn rồi. Như em này nãy quý vị xem nè, nó ra nó ướt mem mà. Hiện tại nó vẫn còn ướt nữa.
thì nó mới chui ra được. Còn như khô rồi á, cái lớp lông này nè, nó dính luôn với cái màng trứng luôn rồi. Cái màng là cái màng này đó các bạn, là cái màng, cái vỏ bọc màng này nè, nè cái này nó trắng trắng này nè, nè dính luôn rồi, nó đâu có chui ra được nữa. Cái này là mình phải lấy nước ấm á, mình ngâm cho nó mềm ra là cái lớp nó tróc ra nè, mình mới lột nó ra được. Chứ còn như vậy lấy tay mà lột ra là nó chảy máu, vì nó tróc lông luôn. Nãy mình lột sơ thôi nè, mình thấy nó chảy vô đây nè. Thôi chắc mình cũng ngưng video tại đây, rồi sáng mai giờ mình cứu em trước. Rồi sáng mai mình sẽ quay nở được bao nhiêu con nha quý vị. Bây giờ cũng tối rồi, cũng tắm rửa nghỉ ngơi, mai đi làm nữa. Đặc biệt thì quý vị và các bạn á, là cách của mình nó chỉ ấp được với trứng vịt lộn thôi nha. Giờ mình sẽ bỏ lấy cái trứng này ra, mình sẽ bỏ cái lông vào lại để cho con vịt nó ấm. Mấy trứng này lạnh là thua rồi kìa. Rồi mình tạm ngưng đây nha quý vị và các bạn, để mình cứu cái em này. Chưa có tắm rửa gì hết luôn. Kiếm mấy em vịt nuôi. Được cái cách này được cái là quý vị nhiều chỗ cũng không có bán vịt con nha. Mình có thể là làm vậy, mình có vịt con mình nuôi. Có chỗ thì bán vịt con, nhưng có chỗ nhiều chợ không có bán đâu, đi kiếm cực lắm. Giờ 5 giờ mấy sáng rồi. Hồi hôm giờ mình cũng chưa có xuống đây để xem nó nở được bao nhiêu con nữa. Giờ mình sẽ mở ra để quý vị và các bạn của mình xem luôn. Đó. Rồi được 4 con rồi quý vị ơi. Nở lúc nào thì do ban đêm này mình cũng không có canh thức được. Mình ngủ rồi sáng còn đi công việc nữa, thì mình cũng chả biết là nó nở lúc nào. Giờ nó khô lông hết trơn, thường nó nở ra mới nở thì nó sẽ ướt nha. Giờ thì như quý vị và các bạn đang xem thì được 4 con, nhưng mà nó tự nở thì chỉ 3 con thôi. Có một con là mình phải cứu em nó. Như khúc hồi nãy quý vị và các bạn xem là nó bị sát đi, thì mình phải phụ nó lột cái lớp vỏ ra thì nó mới sống được, nếu không thì nó chết. Giờ em nó cũng khỏe mạnh rồi. Trong ba em này thì lúc mình lột ra nó ướt lông, như giờ nó khô rồi không biết em nào mình cứu nữa. Thấy cũng khỏe mạnh hết trơn. Giờ mình sẽ kiểm tra số trứng còn lại. Giờ nó nở rồi thì mình sẽ bớt ba cái lông ra, cũng còn quá trời trứng luôn nè. Đây đây có một con rồi quý vị, vỏ trứng nè. Quý vị và các bạn thì xem mà thích thì cứ làm theo mình nha. Mình ấp thì chỉ có 5 ngày là nở rồi đó. Mấy cái vỏ trứng mình bỏ ra. Quý vị và các bạn đi mua thì nói là lấy hột vịt lộn con lớn thì nhanh nở nha. Trứng này nó vẫn còn hơi ấm luôn, vì mà không biết có nở không rồi. Nó để tạm đi, lạnh ngắt trứng này hư rồi, cho ra luôn. Thường mình ấp mà đặc biệt đã nở rồi hoặc là mới gõ mỏ thì nó sẽ cầm cái trứng lên rất ấm nha quý vị. Nó lạnh rồi thì thua rồi. Hai trứng hư rồi, ba trứng hư. Đây, trứng này chuẩn bị nở ra nữa quý vị ơi. Đây, nó gõ mỏ này. Đây nè. Đây. Đó. Cái này mình để ngay tay nó, ngay cho nó cái miệng nó rụt cái trọng, nó rốp 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 rốp. Để nó rốp 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 trọng á. Trứng này là tương lai sẽ nở mà quý vị, chắc chắn sẽ nở đó. Còn đây trứng nữa này, rồi. Em này cũng không tự chui ra được luôn rồi. Khô hết trơn rồi quý vị ơi. Tới tháo đây rồi mà nó nằm nó ngáp vậy luôn là nó không tự chui ra rồi, mình phải cứu nó luôn rồi. Sẵn thì hôm nay thì mình quay luôn cái cách mà mình cứu bé vịt này luôn. Thường thì mình đã có đăng trên kênh một video cứu trứng vịt xác rồi, mà mình tách riêng ra, mình sẽ tách riêng ra mình làm một cái video riêng. Như hôm nay mình sẽ cứu luôn trong cái video này luôn, để quý vị và các bạn xem thì khỏi cần phải tìm kiếm cái video kia. Đó. Giờ mình sẽ đi nấu một miếng nước ấm, mình sẽ cứu em này ra luôn nha quý vị các bạn. Đây. Mình chỉ hy vọng là nở được 5 con thôi, mà giờ đây có trứng này nữa thì được chắc nghĩ là 6 con này. Trứng này thì đang đạp, là trứng này là chắc tương lai tự ra nè. Trứng này thua rồi, em nằm ngáp rồi. Nếu mà trong trường hợp mà mình không cứu, không biết cách cứu thì để tầm cỡ 2 tiếng rồi em này chết luôn. Lông nó dính luôn trong cái vỏ luôn rồi. Đây. Thôi mình sẽ bắt tay vào việc. Quý vị và các bạn chờ mình xíu nha, mình bắt miếng nước ấm đó, nước sôi nước ấm á.
Làm để đây. Và mình chuẩn bị một cái thùng để mà khi luộc ra phải có một cái thùng để úp cái đèn em này, không thì nó chết. Tạm thời này. Vâng, mình đang bắt nước sôi. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn một cái thùng luôn đây quý vị và các bạn. Đây. Cái thùng này là mình chuẩn bị hồi hôm rồi, là mình cứu một em rồi. Như khúc hồi nãy quý vị xem á, thì mình có nói là để mình cứu một trứng vịt sáp. Thì trong bốn con này có một con là nó không tự chui ra được, mình lột ra phụ. Thì mình cũng bỏ vào đây. Bỏ vào đây khi nào nó khô lông rồi á, nó hơi khô thôi, mình mới nó đi được, nói chung là nó đi được á thì mình mới bắt bỏ chung bên đây. Đó. Như cũng như trường hợp em này thôi, thì giờ mình cũng chờ nước ấm, mình sẽ lột ra xong rồi mình sẽ bỏ vào đây. Đó, mình giữ cái độ ấm lại cho nó công việc nó không bị lạnh á. Lúc mình nó lột ra nó là rất là lạnh. Tại mình lột ra em nó chưa có đi đứng được, là nó yếu, nó lạnh. Còn những cái trứng vịt mà nó tự lột ra, tự nó đạp với ra rất là mạnh, nó ra nó nằm chút xíu là nó đi được rồi, nó kiếm chỗ nào ấm là chui vô. Còn với em này là ra là mới ra chỉ nằm bất động thôi. Rồi mình đã chuẩn bị đây. Vâng, mình đã chuẩn bị xong một cái tô nước rồi. Cái nước này á, là không phải nước lạnh nha quý vị, nước này nó hơi ấm. Đừng có nóng quá cũng đừng có lạnh quá, quý vị chỉ rờ tay vào nó ấm là được rồi. Còn đây là trứng em bị sát đây. Trước tiên quý vị nên bóp cái vỏ trứng như này, bóp ngang ngay cho nó, cho cái phần cứng ở ngoài á cho nước lên. Cách này thì quý vị và các bạn có thể áp dụng với trứng gà, trứng vịt đó. Xong quý vị và các bạn gỡ dẹ dẹ ra cho trung đó, rồi quý vị bỏ xuống vô cái tô nước mình này. Làm cách này á là để cho cái phần lớp mỏng này nè, đây quý vị, lớp này nó sẽ mềm ra và nó sẽ có cái chất ở trong nó dẻo lại, nó không có bám vào lông vịt nữa, thì mình gỡ nó ra nó không có chảy máu. Còn như quý vị không và các bạn không bỏ vào nước ấm này, cái này rất khô, quý vị cầm tước lên vậy nó sẽ dính luôn lông vịt luôn, thì em nó bị chảy máu và có thể là tróc da, phần sống rất là ít. Đó này, giờ mình sẽ đó nhúng nhúng vòng 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 đây, rồi mình sẽ tiếp tục làm vậy cho quý vị. Đây, đưa cao lên, do mình quay bằng đèn láp nha quý vị nên sẽ ánh sáng sẽ hơi bị thiếu. Rồi mình gọi cậy cậy cái vỏ bằng cái này, mình cũng biết bằng chất gì nữa, nó đại bằng vôi hay canxi gì đó nha, cái lớp vỏ ngoài đây. Nếu có sai quý vị và các bạn đừng có chửi mình nha, mình cũng rành lắm đó. Rồi quý vị và các bạn bỏ đây cho nó mềm ra. Cái video này nó hơi dài đó. Quý vị và các bạn xem chắc cũng hơi nhàm chán đó. Nếu mà quý vị tua qua thì sợ quý vị và các bạn làm thì không biết cách làm nó chết dịch uống còn còn. Rồi bắt đầu mình sẽ gỡ dẻ đây nè, nè đó. Đây quý vị lột lớp ra đó, quý vị thấy không đó, bây giờ mình sẽ gỡ dẻ cái lớp này ra, nứt một chỗ vỏ đó, đây tước dẻ nó ra. Nếu như quý vị và các bạn mà không có ngâm nước ấm á thì cái lớp này nè nó dính luôn cái lông của con vịt luôn. Đây con vịt của bà là, của quý vị và các bạn thấy không, nó khô rang luôn nè mà không chui ra được do là nó dính luôn cái lớp màng này rồi. Dúng vào nước ấm cái này rất là mềm nha quý vị, nó rất là mềm luôn. Nếu mà lúc chưa dúng vào trong tô nước ấm á nó cứng ngắc à, nó khô luôn á đó. Đó đây mình lấy cái vỏ này, nó khô như vậy nè, nó khô dễ dính luôn cái lông nè. Cái trứng này thì mình cũng cứu của em đầu tiên đó nè, cái vỏ trứng này nè. Giờ từ từ mình khử em ra, từ từ mình lấy cái đầu trước đó. Đúng ra là em này mà tự ra là em đi lâu lắm rồi đó mà không ra được. Mừng mừng rỡ, ủa giờ mừng nè, này ra dính lông luôn nha quý vị, bạn thấy không, đây dính lông khô luôn nè nè. Cái nước ấm này làm nó vừa mềm cái vỏ của cái trứng, cái lớp đó, với là làm con vịt nó không có bị lạnh đó. Cũng có nhiều trường hợp nghe quý vị và các bạn nghe rõ cho mình không em, có nhiều trường hợp á mình lột ra là cái dâu của con vịt đó nó còn dính ở cái phần sau cái đuôi này, thì quý vị để nguyên nha, đừng có gỡ ra, gỡ nó sẽ chảy máu đó. Còn không, con này nó già quá, nó rụng luôn rồi tại nó quá lâu rồi, quý vị thấy này, nó dính lông nè. Cái là phần này là mà nó nằm ở đây nè, phần này mình dúng chưa kỹ nè, nó còn dính miếng nè, mình để nghiêng đó.
Cho nếu mà không giống vào miếng nước sôi á, nước ấm này á, quý vị và các bạn cầm lột nó đi luôn nè, nó đi luôn cả lớp lông lớp da của nó luôn á. Đấy. Nãy nó bị rớt cái chân quay quý vị và các bạn. Sau khi xong á đó, thì quý vị nên bỏ vào cái lồng ấm liền. Đó. Đó. Em nó muốn đi lắm rồi đó, tại do là nằm trong trứng lâu quá là không ra được. Đó, em nó sẽ rồi mình kéo cái đèn xuống một chút cho nó giữ ấm. Đây. Đậy lại, chút xíu là em nó sẽ đi được à. Nằm dễ thương không? Rồi, khi mà đi được mình sẽ bỏ vào trung bày này luôn. À, chắc video hôm nay tới đây thì mình cũng xin ngừng lại, tại cũng dài quá rồi, giờ cũng tới giờ mình đi công việc rồi. Trứng này thì cũng sẽ nở luôn quý vị. Đây, trứng này cũng sẽ nở ra nữa. Thì mình ấp 10 trứng, nở được 5 con. 2 con mình cứu, 3 con tự nở. Trứng này thì chắc mình bảo đảm là nó sẽ sống là được 6 con rồi đó. Đây. Thôi mình xin hẹn quý vị và các bạn video sau. À, bé kìa, bé chạy dãy rồi. Nằm ở cong lưng nè. Thấy cưng không? Đây, để lên quý vị và các bạn xem mày ơi. Bé con, khỏe mạnh không? Đó. Cái này mình để tầm 2 tiếng nữa là mình không cứu là em nó chân tay có thể bị bại liệt luôn quý vị. Do là nó không ra được nè, chân tay không cử động được nè. Rồi nó ngạt nè, nó chết nữa. Có ro. Xíu nó cứng là em đi là khô lông rồi, bắt đầu khô hết. Khô hết rồi mình sẽ thảy qua đây. Không lấy nét được luôn rồi. Thôi, xin hẹn quý vị và các bạn video sau.